mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay ba của Hoa được em Cường nhờ hỗ trợ cưa mấy cây bạch đàn. Có bác tám của em Cường cưa mấy cây dừa này. Bác tám cũng là một thợ cưa, đeo cưa chung với anh Cường lúc này. Cưa mấy này là giao cho ghe. Dạ. Đúng theo mấy cây này đó là làm cây xây dựng nó ngon lắm, nhưng mà cái số lượng ít quá, như ở đây di chuyển ra nó cực. Dạ. Nên phải cưa làm củi. Mà ở trước này là cưa cây là phải leo lên, tại vì phải tránh né cái trái nè, màu mã ông bà nữa, ống nước nữa. Có những cái này lặt vặt lặt mình bò nó thuốc sao mình cưa cái thuốc á là mình sẽ né độ dưới á, ví dụ ống nước mà 90 á mới mà góc chuối mình nè, mà nó nằm dưới đất nằm mà nó phất xuống khoảng một tấc thôi, mà những cây lỡ nó chụp chúng đó là người ta giá ống nước nó thực lắm, nó đào từ thỉa mà ra hai đầu rồi nó mới làm ống nối, làm đỡ là ống nối được. Mình chịu khó cực trên chút mà dưới tao khỏe. Dạ. Đó thiệt hại đồ của chủ nhà nữa. Hai cây này thì sẽ mua sẽ bán cho ghe củi. Này đang nghiêng. Cây này hai thân. Đây hôm qua mới vừa mưa xong, mưa rất là lớn luôn. Hôm nay trời hơi nắng nắng rồi nhưng mà cái da cây vẫn còn ướt. Cây bạch đàn này còn có tên gọi khác là cây dù gió nữa. Mời quý vị cùng theo dõi xem ba của Hoa sẽ cưa hạ cây bạch đàn này như thế nào nha. Xung quanh vườn chủ nhà trồng mít nè, bưởi long, có điêu đủ nữa. Xung quanh có trồng dừa. Do gần đây có tiếng nhạc nên Hoa xin phép giật cho máy nổ để lắng át tiếng nhạc, cũng hơi ồn, mong quý vị thông cảm cho Hoa nha. Như gần đây có đám cưới thì vậy, bắt nhạc sống quá nhiều.
bạch đàn nè, nó đang nghiêng vào những phần mộ. Bị vướng nha, nhánh khác nè. Ah.
này có cái mộ phía bên dưới nè, bởi vì ba của hoa cắt nhỏ nhỏ mà không có cắt nhánh lớn. Em thường nói cái sợi dây lớn lên cho ba của Hoa. Và đây là bác 8 của em Cường. Cường tuổi 6 tấc. Thì ở gần đây có cái con sông nhỏ. Ở phía ngoài có một con sông nhỏ có ghe vận chuyển mấy cái cây này luôn. Vận chuyển củi. Có hóng nhèo thả đi. Ngay cái cây đu đủ là có cái phần mộ rồi đó. Đẩy đẩy cái nhánh nó vô bên góc đó. Dùng dây hả? Dây nó không xuống. Vô tới luôn. Coi vậy. Đằng cái góc đằng em Cường đứng mà tới đằng đây luôn. Ồ, chém đọt rồi đó. Chém một chút rồi nó mới đứng được. Đây ở phần phía dưới thì da nó còn nhiều lắm, mà ít phía trên nè, da láng hết trơn. Trơn. Thì cái bạch đàn này là cái bạch đàn da xanh. Còn cái bạch đàn da láng thì nó như thế này nè. Gốc nó cũng như thế này luôn. Này này da xanh, gốc ở dưới nó vậy. Thằng bà cũng hoa rút dây bỏ này vậy. Ờ, còn chơi cái phần nhánh bên kia nữa. Những ngôi mộ nằm gần gần với nhau rồi, ba cũng hoa treo dây. Cho dù là nhánh nhỏ luôn cũng phải treo dây nữa.
đọt kéo luôn. À có dưới cái mít này nên là cẩn thận.
tiếp tục lên trên phần ngọn thì có nhiều cái nhánh bự nữa. Ba của hai nhà em Cường cột thêm cái sợi dây lớn. Ngược vô đây là ngã ra đây. Em Cường đang giữ dây mà kéo nhánh phụ nữa. Bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Như mấy anh và mấy bác là người vận chuyển mấy khúc củi này đi ra ngoài ghe nè. Bằng xe, chiếc xe này. Xe của người vận chuyển. Rút cây lớn phụ ba ơi, rút cây lớn phụ, nó nhẹ quá nó xuống rồi. Rồi kẹt dây. Thank you.
khỏi cái phần mộ rồi ba có hoa cưa cho hết luôn. Quý vị có nhìn thấy rõ không chứ hoa đứng ngoài đây thấy đen thui à, như là bị chói nắng quá thấy màu đen. Chắc là bà cũng hoa sẽ thả mấy cưa xuống. À, đi xuống phía này khóc khúc bớt quá. Đâu đó có kẻ bên đó kìa. Rồi vậy là em còn kêu ba của hoa đi xuống rồi cho ngã nguyên cây. Có đường ngã. Đây quý vị đón xem cái phần thân cây này khoảng bao nhiêu mét. Còn rất là cao. Muốn hết sẵn thì tinh tàn rồi đổi cái máy cưa khác mà được. Em Cường kêu ba của hoa xuống luôn đi cho hạ nguyên cây cũng được rồi, có đường ngã. Do cái máy cưa này lam ngắn và máy nhỏ nó công suất yếu nên máy cưa cưa không nổi.
với lại sên nó đang lục nữa. Ah!
của cây bạch đàn ở đằng kia kìa. Nó thấy mà em cường lên trời luôn. Nhờ cái đu đủ. Nhờ cái mô của cây đu đủ không văng vô đó. Ờ, đã dằn vô mấy phần ngộ rồi. Nãy giống như tinh dầu vậy đó. Đẩy qua cái cầu gián. Quý vị có đi dám đi cái cầu vậy không? À, đi không cần nhìn, không cần canh cái bánh xe luôn. Ghê thiệt. Dạ. Đây họ đi thử rồi. Trời ơi trời, cái dốc này nè. Cái dốc về mà anh đi nó không nhìn luôn trời. Trời ơi, đi được. Đây củi này để làm than. Dạ. Cô cho hỏi cái ghe này mình mua mình chở về đâu cô? Dạ ngã 7. Dạ. Ngã 7 Phụng Hiệp. Dạ cảm ơn con. Bà của Hà cũng đã cưa xong rồi. Hoa xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.